Mình xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất nhà vườn có mặt đường quốc lộ 14C. Mình đang đứng ở cái vị trí này để chỉ cái ranh cho bà con. Đất của mình ở đây là chạy thẳng lên bên trên là nó giáp đường quốc lộ 14C nha bà con. Từ bên trên là có nhà ở kiên cố, đồng thời có 25 mét mặt đường quốc lộ 14C. Đó, từ đất của mình ở đây là nó từ cái ranh này nha bà con, là hất về phía bên tay phải mình đây. Là lô đất này rất là bằng nha bà con. Đó, là trên đất là có tiêu như vậy nhưng mà chưa có rõ là bao nhiêu trụng, chút nữa mình hỏi chủ. Đó, là đất này của mình ở trên thì có giáp mặt đường quốc lộ 14C nhưng mà cái chiều sâu của nó thì tầm 300 mét nhưng mà nó không có giáp hồ nước nha bà con. Ở đây là người ta tưới giếng khoan thoải mái luôn. Mình nói luôn cho bà con, đất này là trong sổ của nó là được 1 hết 2 nha bà con. Đó, chưa có thổ cư. Bà con thích làm thổ cư thì làm thổ cư thôi. Đó. Mình đang đứng ở cái đuôi rẫy nha bà con, là đất của mình à. Theo cái ranh này chạy thẳng lên, hầu như là ranh là thẳng tăm tắp luôn. Thì mình đang đứng ở cái vị trí này là ở cuối đuôi rẫy. Đó, từ cái vị trí này là hất về phía bên tay trái của mình là lên tới trên đường quốc lộ 14C luôn. Ở trên đất là hầu như là đặt vườn tiêu luôn nha bà con. Trong vườn tiêu này thì chủ có xen cây ăn trái như bơ, sầu riêng. Sầu riêng thì mới trồng mùa mưa năm nay thôi. Còn bơ thì một số cũng cho trái rồi. Đây, bơ đây. Đó, đất của mình bên trên giáp mặt đường quốc lộ 14C thì nó 25 mét nhưng mà xuống ở phía dưới này nó nở hậu nè. Thì theo như mình thấy thì nó khoảng 45 đến 50 mét. Đất này trồng cây ngắn ngày rất là tốt nha bà con. Đây là chủ người ta trồng trồng ớt đây. Kêu bán cho nên bỏ bê bỏ cỏ, không chăm sóc gì hết. Mình thông tin cái địa chỉ lô đất này cho bà con, là đất này nó thuộc về xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đất ở mặt đường quốc lộ 14C là 25 mét. Tuyến đường quốc lộ 14C này là hai đầu đường nó liên thông ra quốc lộ 14A luôn nha bà con. Từ cái điểm mà gần nhất để dẫn ra quốc lộ 14A là ra hướng huyện Đắk Song. À, thì từ cái vị trí đất này mà ra quốc lộ 14A của huyện Đắk Song thì nó chỉ có khoảng 8 cây số thôi. 8 hoặc 7 cây số thôi. Ra trung tâm huyện Đắk Song đồng thời cũng là đụng quốc lộ 14A thì nó khoảng 8 7 hoặc 8 cây số. Mà nếu mà đi về hướng Sài Gòn, để mà cái tuyến gần nhất về hướng Sài Gòn thì đi về Tuy Đức rồi ra Kiến Đức về Sài Gòn thì nó gần hơn so với lên Gia Nghĩa rồi qua đất này thì nó gần hơn khoảng 25 cây số nha bà con. Nói chung là cái tuyến đường quốc lộ 14C thì nó hai đầu đường nó dẫn liên thông ra đều ra quốc lộ 14A hết.
Đây, trên đất là ngoài cái số tiêu ra thì nó có trên đất có được một ít cây bơ đã cho trái nha bà con. Bơ đang ra bông đây. Bơ này bơ 034 hay bơ bút mình cũng chưa rõ nữa. Đất này rất là bằng luôn bà con ạ. Trên đất ngoài cái số tiêu thì mình thấy có một số cây ăn trái như bơ, sầu riêng thì chủ mới trồng mùa mưa năm ngoái năm nay thôi. Đây, đất của mình là bên trên là có nhà ở rõ ràng nha bà con. Nhà rộng rãi luôn. Chút nữa mình lên bên trên mình ghi cái hình ảnh bên trong nhà với mặt đường bên trên cho bà con xem qua. Mình xin nhắc lại cho bà con là đất này nó thuộc về xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Để mà bà con nào mà ở hướng Sài Gòn mà lên tới vị trí đất này, mình đi quốc lộ 14C từ để mà lên tới đất này thì nó khoảng 240 cây số nha bà con. Cái vị trí này là nó ngay ngã ba luôn nha bà con. Ở đây theo cái tuyến đường này là ngã ba. Cái điểm mà tập trung kinh doanh buôn bán rồi thì đông lắm, nó hầu như nó liền liền với nhau luôn. Đây, từ vị trí đất của mình đây mà đi về hướng phía trước đây là nó ra huyện Tuy Đức rồi ra Kiến Đức rồi về Sài Gòn nha bà con. Còn đi về phía bên trái mình đây thì đi ra quốc lộ 14A, đồng thời cũng là đụng huyện Đắk Song thì nó chỉ có khoảng 7 cây số thôi. Đó. Ngay đây à, đây có cái ngã ba. Cái ngã ba này nó cũng liên thông về các xã luôn. Cái ngã ba này cũng đi ra ra quốc lộ 14 đường nè, đi về Gia Nghĩa đường nè. Đường đường này xe khách người ta chuyên chở khách là người ta cũng đi đường này. Cái nhà kêu bán là nó từ cái cổng này nha bà con, là hất về bên trái của mình là nó được 25 mét mặt đường. Đấy. Thì anh mới vào đây là anh xem cái nhà này. Là xin lấy chưa xây hả? Bây giờ mà đập đi rồi nó tiếc quá. Cứ để nguyên lại đi. Kỷ niệm mà. Kỷ niệm đây, ngày mà đập đấy cứ để nguyên vậy. 24 triệu cái nhà này. Chắc là được.